Hôm nay em Trọng xin giới thiệu cho mọi người một mẫu Kia hạng C, Kia Forte đời 2009, số tự động, màu bạc, động cơ 1.6. Chiếc xe phổ biến tại Việt Nam những cái năm từ 2009 đến 2013. Đây là chiếc xe từ đời 2009 rồi, sản xuất năm 2009. Các kính xe để nó có số 9 hết, tức là kính nguyên các bạn. Đây em xin giới thiệu về ngoại thất bên ngoài. Sơn xi đồng đều, lốp dày. Các cái gờ lốp này còn dày, mới và đẹp. Phần ngoại thất bên ngoài em để dưới tán cây nên nó hơi bụi một tí. Đây là một mẫu xe nhập khẩu rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Các bác sẽ không lạ gì chiếc Kia Forte, nó là bậc đàn anh của Kia K3 với cả Kia Cerato hiện tại bây giờ. Thực ra nó cũng chỉ là một cái tên gọi khác thôi. Cái tầm loanh quanh 255 triệu là các bác đã sở hữu được cái chiếc xe Kia Forte này rồi, số tự động đời 2009. Đây, cả cái sơn xi bên ngoài rất là đẹp. Tất nhiên là bên em lấy về là sẽ có tút tát bên ngoài, làm sao mà để đến tay người tiêu dùng là không phải làm gì hết. Điện máy gầm là đầy đủ chất. Đây các bác nhìn cái mẫu Kia Forte này. Về ngoại thất bên ngoài, lốp là 4 quả lốp đẹp, còn dày. Đăng kiểm thì dài đến tháng 9 năm 2023. Đây các bác nhìn cái đăng kiểm này, đến tháng 9 năm 2023. Phần ngoại thất bên ngoài thì đối với chiếc xe đây, chiếc đèn nó còn trong vắt như này. Các bác nhìn đèn bên này nữa. Các cái vị trí bên ngoài thì loanh quanh nó ưng rồi, tầm 8-9 điểm rồi. Các bác nhìn ngoại thất bên ngoài, đèn trong vắt, tư nhân một chủ biển tính. Con này sang chủ thứ hai rồi, đầu 058 là sang chủ thứ hai rồi. Em nói nhầm. Biển 4 số thì mới là một chủ từ đầu. Đây, phần táp ly cánh cửa, em đi vào nội thất bên trong. Trước tiên là phần táp ly cánh cửa. Ghế này thì có hơi rách một xíu nhưng mà ghế là ghế đẹp lắm rồi. Ghế tầm đời này là giữ đẹp lắm. Đây các bác nhìn, vô lăng đẹp. Gai sần là còn nguyên. Phần vô lăng phím bấm này mới tinh. Đây các bác nhìn. Cần số thì có được bọc rồi. Bọc da. Cam lùi đầy đủ. Ghế lái bên phụ này, đây các bác nhìn ghế mà như ghế mới. Trần lì nguyên bản, có cửa sổ trời. Bản này là bản chung, bản giữa rồi, vì cái ghế này nó ghế em nhớ không nhầm thì 2009 là ghế bản full, là ghế da bò. Đây cái tem của nó đây, sản xuất 2009, nhập khẩu Hàn Quốc. Các cái thông số tem nó còn đấy. Phần ghế lái thì mình
Thường là phần ghế lái rất gây sự chú ý, bởi vì là người còn một con xe đi nhiều hay đi ít ở phần ghế lái. Đây, em thấy được bộ ghế như này là ổn rồi. Tiếp tới phần khoang ghế sau. Chiếc Kia Forte này về độ rộng rãi ở phân khúc C thì nó là tương đối rộng. Với hàng ghế thứ hai thì một người 1m8 là ngồi thoải mái. Đây, ghế nó có rách một xíu, nhìn chung là không bị ảnh hưởng gì. Đây là ghế sau của chiếc Kia Forte 2009. Đây, phần trần này, sạch sẽ đẹp đẽ này. Phần trần này cũng còn rất là mới. Nội thất chiếc Forte này theo em là cũng loanh quanh phải 8-9 điểm đấy. Mới lắm. À đây, nó hơi hơi xù một xíu. Trần hơi xù một xíu. Đấy, cửa đóng chắc lịch. Mình có thể xem cốp trước cốp sau. Cốp sau với chiếc hạng C thì đương nhiên là sẽ có một cái cốp rất là rộng rãi. Đây, cốp sau rộng rãi. Đằng sau thì có lốp dự phòng. Có lốp dự phòng và có dán chống ồn đằng sau. Đây, chiếc Kia Forte 2009. Bản chung. Loanh quanh tầm tiền 255 triệu. Thì cái chiếc xe như này đi lại rất là thoải mái, gia đình rộng rãi, tiện nghi. Đi vào trong cái phần khoang máy của chiếc xe. Phần đây là phần khoang máy của chiếc Kia Forte, em sẽ quay cho mọi người. Tất nhiên là nó không có đâm đụng gì, các cái lỗ tròn là còn đẹp. Đây, các cái lỗ tròn nguyên vẹn, các cái lỗ tròn là còn nguyên vẹn, đinh tán còn, đinh tán này, logo Kia là còn. Chiếc Kia Forte 2009 là một cái dòng xe phổ thông tại Việt Nam cái thời điểm đấy. Nhất là đời 2009 nó vẫn còn xe nhập. Xe nhập đi nó rất là chắc xe. Với khối động cơ 1.6 thì nó cũng là động cơ vừa phải, tiết kiệm xăng. Chấm bé mà, đi lại gia đình là mức độ xăng cộ vừa vừa. Nhiều bác chạy dịch vụ thì cũng có thể sử dụng Kia Forte. Theo em thì với một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nó vừa phải thì đây cũng là một sự lựa chọn tốt cho anh em chạy dịch vụ. Đây là máy móc của chiếc Forte. Các bác ngắm kỹ. Nếu mà các bác thiện chí thì đến trực tiếp bên em xem xe. 255 triệu bên em còn thương lượng bớt thêm. Nếu mà các bác thiện chí thì cái chiếc này thì cũng không còn lạ gì đối với anh chị em rồi. Đó là mẫu xe phổ thông phổ biến ở Việt Nam. Đây, đóng cái nắp chắc lịch. Thì
Với chiếc xe phân khúc hạng C này em trọng giới thiệu đến mọi người với cái mức giá gọi là tham khảo là 255 triệu, còn bớt thêm cho quý anh chị. Nếu anh chị thiện chí xem xe đến tận nơi thì liên hệ cho em Trọng với số máy 037 309 3318, hoặc là theo số điện thoại 0779 285 999. Quý anh chị nếu mà yêu thích chiếc xe thì có thể nhắn tin cho em Trọng, hoặc là liên hệ đến địa chỉ Trường Thành K, ngã ba Gia Lộc, Hải Dương. Địa chỉ đấy là địa chỉ salon của em. Và kết thúc video thì anh chị nếu mà quan tâm đến những cái chiếc xe phổ thông em Trọng hay bán thì anh chị cho em xin một nút like với nút subscribe cho cái kênh của em nó phát triển mạnh lên, thì sẽ có nhiều mẫu xe giới thiệu đến quý anh chị. Em Trọng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video quay xe tiếp theo. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng.